Dân gian Ngụy Văn Thực Lục tập 28 Dịch Phong Lăng Được thực hiện bởi Bạch Ngọc Sách Audio và đã được dịch phun trên bạch ngọc sách chấm vip chương 87 thả chết không chịu cúng ngày tức thì ánh mắt tôi nhìn sang phía đường hải tên đường hải này mở nhà vườn mấy cái thứ này trong nhà vườn túm phát ra cả đống ông chủ đường đi với tôi một chuyến nhé tôi lập tức nói đường hải lúc này mới hoàn hồn lại lập cập một lát rồi nói được được kết quả trần mù liếc gã một cái đột ngột nói thập lục mày không được đi với nó nó không ra khỏi con đường này nổi đâu nếu chú nhớ không nhầm lưu văn tam tuổi này cũng chẳng còn nhỏ mà còn đi chăn rau có chút quan hệ mập mờ với bà chủ quán ăn đổ sông phía trước bến tàu ấy mày đi qua đó chắc sẽ kiếm được mấy thứ kia mấy lời của trần mù khiến tôi lập tức vỗ chán đúng nhỉ trong quán ăn đó chắc chắn có mấy món đồ cúng tiểu tam sinh kia nhưng mà Trần Mù nói Lưu Văn Tam đi chăn rau, khiến tôi ngại không để đâu cho hết. Câu này nói trần trụi quá, quan hệ nam nữ của Lưu Văn Tam quá loạn, hơn 40 tuổi mà vẫn còn không ít nợ phong lưu. Còn cái tên đường hải này thì tôi chẳng còn ôm hy vọng nữa, gã chắc chắn có vấn đề, thôi lời chẳng buồn hỏi nhiều quản lắm. Tôi quay người nhảy ra khỏi cầu tàu, vội vàng chạy ra phía cầu tàu chỗ Lưu Văn Tam đỗ thuyền. Lúc này trời đã rất tối rồi, bên đường cách rõ xa mới có một cột đèn đường tôi vừa chạy vừa không nhịn được quay ra nhìn phía mặt sông quả nhiên giống hệt như những gì trần mù nói thủ thi quá nhiều dày đặc chi chít chắn đường đi của bè tre ban đầu thì còn di chuyển được chút ít đến bây giờ thì chỉ có thể ở yên vị trí cũ không tiến thêm được chút nào cứ tiếp tục như thế này thì lưu văn tam chỉ có nước bị giam đến chết trên mặt sông trên đường chẳng có thứ gì khác cũng chẳng có trở ngại gì Tôi cảm giác chỉ là đường đêm bình thường, tôi cũng chẳng mang theo thứ gì liên quan đến xác chết, không có quỷ quái gì định đến chặn đường tôi. Nếu không, cứ đi đêm là gặp quỷ, trên đời này bao nhiêu người hoạt động về đêm thì đều chết hết à? Tôi chạy rất nhanh, gần 10 phút sau, cuối cùng cũng đến cái cầu tàu chỗ quán ăn đồ sông. Lúc này đã gần 10 giờ, trong quán ăn vẫn còn không ít khách. Thương nhân buôn bán đồ sông, ngư dân đánh bắt tôm cá, còn cả một số thực khách đi ăn đêm thông thường bà chủ quán thiếu phụ vẫn còn nét quyến rũ chạy ra chạy vào nhà bếp bê đồ ăn còn nghi ngút khói cười tươi như hoa tôi thở hồng hộc đi lại cũng chẳng quản được nhiều túm luôn lấy tay bà ta khiến bà ta giật nảy mình bà chủ cho một hú rượu trắng một con gà sống một con vịt sống với cả một cái sủ lợn to phải nhanh giọng tôi khản đi hơi trước hụt hơi sau bà chủ thiếu phụ ngạc nhiên nhìn thôi sau đó nói cậu là cái cậu la la thập lục nửa đêm rồi kiếm mấy thứ đó làm gì trong lòng tôi thấy mừng bà chủ này còn nhận ra tôi thế thì dễ rồi chú văn tam xuống sông dương xảy ra chuyện rồi phải đưa mấy thứ này qua ngay nếu không chú ấy sợ không lên được bờ tôi lập tức nói kết quả sắc mặt bà chủ thiếu phụ tối sầm lại nhíu chặt mày đột nhiên nói một câu có thật là lão lưu bảo cậu ra đây không tim tôi đập đánh thịt một cái vô thức gật đầu có điều tôi lập tức phản ứng lại đây không phải là do Lưu Văn Tam bảo tôi, mà là Trần Mù chứ. Chỉ trong phút chốc như thế, sắc mặt bà chủ thiếu phụ lại thay đổi, rõ ràng có điều muốn nói. Tôi vội vàng giải thích, nói, chạy vội quá, nói, nói nhầm, không phải là chú Văn Tam, là chú Trần. Ai ra, cũng không tiện giải thích chú Trần là ai, chung quy lại là do chú Trần Bảo mang đồ qua, nếu không chú Văn Tam không lên nổi bờ. Vừa nói, tôi vừa chỉ ra mặt sông Dương. Tuy rằng chỗ cầu tàu bên này cách chỗ đó rất xa, sóng nước cũng rất bình lặng, nhưng vẫn có thể mập mờ nhìn thấy, trên mặt nước lúc ẩn lúc hiện một số xác nổi, đều trôi về phía dưới hạ lưu một cách kỳ dị. Thậm chí còn từng đám từng đám tóc nổi trên mặt nước cũng trôi về phía hạ lưu. Lúc này, cũng có một số ngư dân ánh mắt không mấy thân thiện nhìn sang tôi. Bọn họ cầm ly rượu, ăn hạt lạc, trong thần sắc có lẫn mấy phần lạnh lùng. Lúc này tôi mới phản ứng lại, ở đây cũng có mấy ngư dân ban nãy nhìn thấy chúng tôi xuống sông. Bọn họ còn chửi Lưu Văn Tam, bị Lưu Văn Tam chửi lại. Tôi nói mà, lão Lưu làm gì có chuyện bảo cậu đến lấy đồ tam sinh. Lão từng thề độc là sẽ không cúng tế gì cho thần sông của sông Dương. Cậu quay về đi, mạng lão cứng lắm, không chết được đâu. Bà chủ thiếu phụ đột nhiên nói một câu, sau đó giật tay ra khỏi tay tôi. Xong lại uốn éo cái eo nhỏ nhắn, tiếp tục đi bê đồ ăn cho khách. Tôi nghe mà ngẩn người, rồi lập tức sốt cả ruột. Gì? Gì không được thế chứ? Chú Văn Tam lúc này còn đang dưới sông Dương kìa. Nguyên cả sông chết đổ đang vây chú ấy. Chú Trần bảo là chú ấy làm to chuyện rồi. Bắt buộc phải tuân thủ quy tắc một lần. Nếu không chú ấy sẽ mất mạng. Quan hệ của dì với chú ấy chắc cũng không tồi, Không thể nhìn chú ấy gặp chuyện được. Bà chủ thiếu phụ nhíu chặt mày. Trợn mắt nhìn tôi một cái. Gọi ai là gì đấy? Ai giống gì cậu hả? Tôi... Chị... Thế gọi chị đã được chưa? Tôi giàu cả mặt. Nói bà chủ thiếu phụ không trả lời tôi mà liếc ra sông dương một cái đột nhiên nói một câu thần sông của sông dương là cái thứ không ra gì đến giờ vẫn còn đẻ con trai tôi dưới chân đập sông không cho nó lên lưu văn tam từng thể độc cả đời này sẽ không bao giờ cúng thần sông nữa lão vớt xác ở sông dương đổi lấy tiền thật bạc thật tôi thủ ở bên bờ sông dương chỉ để đợi một ngày nào đó có thể nhìn thấy được xác chết của con trai tôi đã qua bao nhiêu năm thế nghĩ lại chắc cũng chẳng thấy được nữa kể cả tôi đưa đồ cho cậu mang qua, Lưu Văn Tam cũng sẽ không chịu cúng đâu. Lúc bà chủ nói những lời này, khóe mắt đã bắt đầu đỏ lên. Tôi nghe mà ngẩn ra, cũng đơ người lại. Lúc này tôi cũng chẳng biết phải nói gì cho được. Trần Mù nói Lưu Văn Tam đời này không biết phép tắc, thậm chí lần trước lúc lão nói những lời này, Lưu Văn Tam còn đầy vẻ ung dung, thậm chí còn chỉ mặt Trần Mù mà mắng. Nói lão đến nửa cái lông gà cũng không cho thần sông của sông Dương, kể cả phải bỏ mạng để vớt xác, cũng nhất quyết không cúng. Không ngờ, trong chuyện này còn có uẩn khúc như thế. Mà con trai của bà chủ thiếu phụ này có quan hệ gì với Lưu Văn Tam? Do dự một lát, tôi đang định hỏi, thì bà chủ quán lại đưa cho tôi một thứ, nói, cậu cầm cái này qua, bảo với Lưu Văn Tam, lên được bờ, thì cái chìa khóa này bà đây cho lão, không lên được, thì vứt xuống sông làm đồ cúng cho lão, đợi dịp lễ Tết, bà đây sẽ dắt chai ra thắp hương cho lão, khi bà chủ thiếu phụ đưa cho tôi, hóa ra là một chiếc chìa khóa. Chỉ có điều chiếc chìa khóa này rõ ràng cũng lâu năm rồi, bên trên có có vết gì xét. Dưới ánh trăng và ánh đèn còn phản chiếu ra chút ánh sáng màu vàng xanh. Bà chủ quán lại quay người đi làm việc tiếp, rõ ràng, vẫn còn có nhân viên phục vụ khác trong quán, đang ngầm cảnh giác nhìn tôi, giống như sợ tôi làm loạn vậy. Thời gian lại bị kéo dài thêm mấy phút, tôi chẳng dám ở lại lâu, vội vàng chạy quay về suy nghĩ trong đầu vô cùng hỗn loạn, quan hệ giữa Lưu Văn Tam với bà chủ quán ăn đổ sông đúng là cắt không đứt chuốt càng loạn, lẽ nào lão có một đứa con trai, là con trai chung với bà chủ quán. Nếu đúng là như thế thật thì sự việc có thể nói thông suốt được rồi. Tôi nắm chặt cái chìa khóa, lần này chạy càng nhanh hơn. Lúc về đến cầu tàu phía dưới, Lưu Văn Tam vẫn còn ở giữa sông Dương. Lúc này tôi mới phát hiện, đã gần như không còn nhìn thấy cái bè tre nữa dày đặc chen trúc toàn đầu của chết đổ, bè tre gần như sắp rã ra rồi. Trần mù cau mày nhìn tôi, đồ cũng tam sinh đâu, rượu đâu. Tôi cười khổ lắc lắc đầu, nói không cầm về, tôi cũng chẳng kịp thuật lại mấy lời kia cho Trần mù, dù gì đây cũng là chuyện cá nhân của người khác. Đi ra bên bờ cầu tàu, hùa hùa cái chìa khóa trên tay, tôi hướng về phía Lưu Văn Tam gân cổ gào to lên. Chú Văn Tam, cháu vừa ra quán ăn đồ sông một chuyến. Bà chủ bảo, nếu chú còn sống lên bờ, thì cái chìa khóa này cho chú nếu chú không lên được bờ thì bảo cháu vớt xuống làm đồ cúng cho chú bà chủ hàng năm còn sẽ đưa chai đến thắp hương cho chú tôi cảm giác gào gần rách cả cổ họng ra trên sông lưu văn tam đột nhiên cũng chu chéo lên địt thập lục sao mày lại đi tìm con mụ ấy ai bảo chú văn tam mày không lên bờ được chú văn tam chẳng qua chỉ xuống sông lượn vài vòng chọc chọc thần rõ ràng giọng điệu của Lưu Văn Tam đã có chút phẫn nộ rồi. Tim tôi đập thình thịch, ngẩn người nhìn Lưu Văn Tam. Cùng với việc chết đổ dưới nước ngày càng nhiều, lòng tôi cũng ngày càng cảm thấy bất an. Giây tiếp theo, Lưu Văn Tam đột ngột kéo rụt chiếc xào tre trong tay lại. Cái xác nữ bị treo trên xào, lập tức rơi xuống tay lão. Cách quá xa, tôi cũng chẳng nhìn rõ động tác của lão. Chỉ trong chớp mắt, các xác thẳng đứng ấy đầu đột nhiên gập ngược ra sau. Tiếp đó thân người cũng bị gập một cái, trồng thẳng thành một đống rơi xuống trước bẻ tre. Ngày tiếp đó, chiếc xào tre trong tay Lưu Văn Tam bốp bốp vụt hai nhát xuống mặt sông. Đống tóc kia bị lão vụt tàn ra. Sau đó, Lưu Văn Tam lại túm cái xác nữ kia lên, đột nhiên lấy ra một cái bật lửa, tạch một cái bật lửa lên, cứ thế đốt liên tục vào cầm cái xác nữ. Cảnh tượng này trông vô cùng ghê rợn kỳ dị. Xác nữ lúc này đã bị lão bẻ gãy hết xương cốt, trông vô cùng kinh khủng tóc của chết đổ cũng dần tụ hội về phía bẻ tre. Thị lực của tôi cũng không đến nỗi tồi, nhìn thấy rất rõ, cùng với việc thời gian bị đốt kéo dài, vị trí cằm của xác nữ bắt đầu dỉ ra giọt mỡ đặc quánh. Tí tách tí tách rơi xuống mặt sông. Cũng cùng với việc mỡ xác chết rơi xuống, tóc của chết đổ, bắt đầu chìm xuống. Với một tốc độ mắt thường có thể thấy được, trên mặt sông trở nên trống trơn, chẳng còn thứ gì. Lúc này Lưu Văn Tam mới bắt đầu chống bè, hướng về phía bờ. Tôi thấy vậy cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Trần mù thì bước xuống khỏi xe ba bánh, lão khoát tay sau lưng, đầu mày nhíu chặt. Ngao sói cũng bất chợt ngẩng đầu lên, da mõm nó rung rung không ngừng, thậm chí còn có cảm giác đang nhe nanh nhe lợi. Rất nhanh, Lưu Văn Tam đã vào đến bờ, lão vung tay bừa một cái, xác chết đã lên trên cầu tàu, tiếp đấy lão cũng nhảy lên bờ. Còn chiếc bẻ tre kia cũng dã ngay vào giây phút cuối cùng này, rồi chìm xuống lòng sông Dương mỡ xác chết của khỉ nước, cộng thêm với bộ âm tán, đổ xuống sông Dương tuy rất tốn, nhưng may là còn có thứ bù lại. Mày luyện luôn mỡ xác sát, sát, chết đổ bị đầy lùi rồi, nhưng lần sau xuống sông Dương thì chẳng dễ dàng gì nữa. Thứ mỡ này quá hung sắt, hơn nữa mày cũng bị giảm thọ, giọng trần mù rất khó nghe. Lưu Văn Tam nhún vai, cầm lấy chiếc chìa khóa từ tay tôi, ve vẩy trước mặt trần mù. Trần mù, ông đừng có chỉ đứng nói mồm chẳng đau lưng, nếu vợ ông bảo đợi ông chết xong, thì kiếm trai khác lại còn dắt qua thắp hương cho ông, thì trong lòng ông thấy thế nào? Nói chung ông đây mạng cứng, cái sông Dương này chẳng làm gì được tôi. Cũng tại tôi không muốn làm quá, chứ không cái đám chết đồ kia, hôm nay phải chết với tôi. Tôi lại thấy dùng mình, cũng chẳng thấy Lưu Văn Tam nói khoác. Nhưng đúng vào lúc này, đường hải bất chợt chạy đến bên cạnh xác chết, đưa tay mỏ mẫm lên người xác chết. Mặt tôi hơi biến sắc, trần mù thì đột ngột gần giọng quát một câu, không được động vào nó. Có điều, Trần Mù rõ ràng quát muộn mất rồi. Đường Hải rất thẳng luôn, căn bản không thèm nghe lời Trần Mù. Kéo thằng quần của xác vợ gã xuống. mươi 88, đoạn đầu thiêu xác. Đôi chân trần trụi, làn da trắng xanh, còn mập mờ nhìn thấy mạch máu màu tím nhạt. Đường Hải kéo quần xuống xong, nhanh chóng mò ở trong ra một thứ đồ. Hơi thở của tôi trở nên vô cùng gấp gáp. Đây cũng là một mảnh ngọc, gần giống với mảnh ngọc ban nãy lấy ở trong áo da gã đem mảnh ngọc đút vào túi, trong chớp mắt, nụ cười trên mặt trở nên đầy tham lam hung hãn. Giây tiếp theo, gã đạp mạnh một phát vào đầu xác vợ gã. Địt, cái con đĩ này, rốt cục vẫn bị tao lấy lại đấy thôi. Dám đi với trai, bố mày cho mày tan tành cho cốt. Đồng tử của tôi co mạnh lại. Trong mắt Lưu Văn Tam cũng đầy kinh ngạc, mày lão nhíu chặt. Trần mù thì bước nhanh về phía đường hải. Vừa hay đúng vào lúc này, thân thể cái xác nữ kia đột nhiên co giật mấy cái trần mù vội đứng lại không dám tiếp tục bước lên trước từ trong miệng xác nữ đột nhiên tản ra một luồng khí đen xì luồng khí đó còn kèm theo một thứ mùi vô cùng hôi thối vừa mới tản ra đã khiến tôi nôn khan một tiếng đường hải đứng quá gần luồng khí đó bay thẳng lên mặt gã sau đó mới dần tan biến trần mù và lưu văn tam thì lùi ra sau tận mấy bước đồng thời lưu văn tam cũng kéo tôi lùi ra sau hai bước không lập tức lại gần nữa rõ ràng trên mặt đường hải cũng có một sợi khí đen dì ra. Đương nhiên, cái cảnh này bản thân gã không hề phát giác chút nào. Ngược lại, trên mặt vẫn toàn là vẻ cười gằn đắc ý. Tiếp đó đường hải ngẩng đầu lên, nét đau buồn trên mặt gã đã hoàn toàn biến mất. Chầm chầm nhìn Lưu Văn Tam, rồi nói một câu, Lưu Tiên Sinh, cũng may nhờ anh mới vớt được con đĩ này lên, tôi đã lấy được thứ tôi muốn lấy. 20 vạn, bây giờ anh xử lý xác con đĩ này luôn, xong rồi chúng ta về chỗ nhà vườn lấy tiền quả nhiên đường hải có vấn đề chỉ vài câu nói này cũng đã thể hiện rõ ràng mục đích của gã còn nữa gã lừa chúng tôi lưu văn tam đột nhiên nheo mắt nói một câu nó không phải vợ mày sao lại không phải nó đương nhiên là vợ tôi đường hải mặt cười mắt không cười gật đầu vậy tại sao mày lại đối xử với nó như thế lưu văn tam tiếp tục hỏi trong mắt đường hải vụt qua nét ghê tởm và lạnh lùng nó ngoại tình trong bụng mang bầu đứa con hoang lại còn ăn trộm mảnh ngọc gia truyền của nhà họ đường chúng tôi. Nó còn tưởng tôi không biết chuyện này. Tôi biết từ lâu, vậy nên tôi cố ý để nó mỗi ngày đều ra bến tàu mua đồ, tại vì tôi nghĩ nó vác cái bụng bầu đi, sớm muốn gì cũng sẽ gặp chuyện. Nó cứ cố giấu tôi, chẳng phải vì muốn lấy tài sản của tôi sao. Nếu tôi ly hôn với nó, nó sẽ được chia tài sản, còn nếu nó gặp chuyện gì bất chắc mà chết, thì tất cả đều chẳng liên quan gì đến tôi, nó cũng chẳng cầm được nửa cắt im lặng một lát đường hải tiếp tục nói tôi phải cảm ơn anh lưu tiên sinh đã đưa vị trần tiên sinh này và cả con ngao sói đến đứa con hoang kia bị ăn luôn rồi tôi nhìn mà trong lòng thấy hà hê lắm đúng là hả giận tôi cũng chẳng biết hiện giờ trong lòng mình là thứ cảm giác gì nữa ngần người nhìn đường hải nếu bảo gã độc ác thì vợ gã vừa ngoại tình vừa mang bầu đứa con của kẻ khác thậm chí còn định cho gã nuôi nhưng người chết đèn tắt gã cũng chẳng đến mức phải đối đãi với xác chết như thế chỉ là ngoài chuyện này ra hình như gã cũng chẳng làm gì sai cả kể cả việc hàng ngày để vợ gã đi ra bờ sông mua tôm cá trong thâm tâm mong cô ta gặp chuyện nhưng những việc mà vợ gã làm thực sự cũng khiến một gã đàn ông không thể chịu đựng nổi chỉ có thể nói cả hai người đều chẳng phải tốt đẹp gì cũng vào lúc này trần mù bất chợt nói lưu văn tam con bạch sát này nhà xác khí giờ đang hít ánh trăng xử lý nó trước đã, nếu không sẽ có loạn. Tiếp đấy Trần Mù liếc Đường Hải một cái, lạnh nhạt nói: Hôm nay số mày may lấy áo của Bạch Sát gây sự với Hải Linh, giờ Hải Linh mất rồi, Bạch Sát cũng sắp bị diệt trừ. Hôm nay mày có thể rời khỏi đây được, nhưng mày nhớ lấy lời tao nói, không làm chuyện khuất tất, không sợ quỷ gõ cửa. Người nếu nói tiếng quỷ thì kể cả nhất thời có thoát được thì cũng chẳng thoát được cả đời. Đường đêm đèn tối có quỷ tác quái mày cũng có hít phải luồng oán khí xác chết ban nãy vợ mày nhà ra. Muốn sống thêm một thời gian nữa, thì lúc trời tối, đừng có ra khỏi nhà. Đường Hải chỉ cười khẩy nhìn Trần Mù một cái, lạnh nhạt nói một câu, cái gì mà oán khí xác chết, nó sắp bị đốt thành cho bụi, đứa con hoang kia cũng bị ăn rồi, tôi còn sợ quỳ làm gì. Đầu mày tôi nhíu chặt lại, kia tên Đường Hải này giờ lật mặt triệt để luôn, căn bản không thèm để ý đến lời nói của Trần Mù. Đối diện với loại người như thế này, nói nhiều cũng vô ích chỉ còn cách xử lý tốt chuyện trước mắt thôi cúi đầu xuống chăm chú nhìn cái xác nữ trên mặt đất ánh trăng chiếu rọi trên người cô ta cái cổ cong vẹo bị vặn nguyên một vòng lúc này tôi mới phát hiện cô ta nằm úp hướng lưng lên trên ngực tiếp đất còn đầu cô ta thì bị vặn hướng thẳng ra chính diện nhả ra luồng oán khí xác chết kia nên mồm cô ta há rất to đôi mắt thì càng thẫn thờ nhìn bầu trời đêm đôi mắt lõm lại vì mất nước cũng có vài phần u ám lạnh lùng lúc này đôi chân trần không mảnh vải đã chẳng còn nhìn thấy ra nữa mà bị phủ bởi một lớp lông tơ trắng mịn đột nhiên một tiếng két vang lên trên trán tôi mồ hôi dịn ra móng tay cô ta chọc trên nền đất đen xì xì dường như dài ra thêm đôi phần khiến ngón tay bị đẩy lên động đậy một chút đồng thời trên mặt cô ta cũng bắt đầu mọc lông trắng vết thương chỗ ngực thì càng chẳng còn nhìn xuyên qua được nữa hoàn toàn bị lông trắng phủ kín Lưu Văn Tam đột ngột nói một câu, thập lục, đưa chú mượn con dao của mày. Hả? Trong lòng tôi có hơi hoảng. Lưu Văn Tam nheo mắt nói, bà nãy Trần Mù cũng nói rồi, oán khí của cái xác nữ này không nhỏ, căn bàn không chôn được, phải đập gãy xương chặt đứt đầu, dùng lửa thiêu rụi. Hôm nay chú Văn Tam lại phải tổn thọ lần nữa. Tôi không ngờ Lưu Văn Tam lại sẽ lấy con dao găm của tôi. Nói thật, đây không phải là một chuyện đơn giản. Tôi có thể cầm con dao rạch bụng đỡ âm linh, đấy là bởi tác dụng của bản thân con dao là dùng vào việc này bây giờ bảo tôi đưa nó cho lưu văn tam đi chặt đầu xác nữ trong lòng tôi thấy khó chịu không tưởng dù gì con dao này cũng là vật quan trọng khi đỡ tôi ra đời tuy trong lòng than thở bất mãn nhưng tôi vẫn cứ đưa con dao cho lưu văn tam lão cũng chẳng thèm nhìn đường hải mà ngồi xổm luôn xuống đất xoẹt một nhát chặt luôn lên cổ xác nữ giống như chặt một cành củi khô vậy đầu xác nữ rơi xuống đất Tiếp đấy Lưu Văn Tam lần lượt dùng sức đạp mạnh mấy kế lên tứ chi của cô ta. Lúc trước lão bẻ gãy cổ, sống lưng và xương đùi của xác nữ. Lần này lão đạp gãy hết xương cẳng tay chẳng chân của cô ta. Tốc độ mọc của lông trắng đột ngột trở nên chậm lại. Có điều tôi cảm giác màu máu trên mặt trăng dường như lại bắt đầu ngưng tụ lại. Bật chợt, một tiếng mèo kêu thảm thiết vang lên. Tiếng kêu này xuất hiện quá đột ngột, khiến cả người tôi nổi đầy da gà. Ngoảnh đầu lại, thì nhìn thấy từ trên một cái cây già ở chỗ cầu tàu đột nhiên có một con mèo hoa nhảy xuống đôi đồng tử dựng đứng tỏa ra từng luồng khí âm u lạnh buốt nó cứ thế phi thẳng về phía xác nữ cảnh tượng này phát sinh quá nhanh chóng tôi lạnh cả người cảm giác đây chắc chắn có vấn đề lớn nếu để con mèo này chạm vào xác chết thì tuyệt đối không phải là chuyện vừa lúc nhỏ tôi có nghe người già nói mèo kinh xác quỷ tác quái nếu như người chết chạm vào mèo thì sẽ có thể bật xác. Thông thường nói mèo có chín cái mạng, một khi gặp phải xác chết, bất kể là vừa mới chết hay là xác chết lâu năm, bọn chúng đều sẽ mượn một cái mạng của mèo, đây cũng gọi là đổi mạng. Cái xác nữ này quả nhiên hung dữ đến ly kỳ, lúc này đầu đã rơi rồi, mà vẫn còn gọi được mèo đến. Trong chớp mắt, con mèo hoa đã chạy đến trước mặt chúng tôi. Tôi vụt bước lên trước, định chặn con mèo lại, kết quả nó linh hoạt luồn xuống phía dưới chân tôi, rồi chui tọt qua, một tiếng mèo kêu thảm thiết đột ngột vang vọng cả trời đêm. Lòng tôi càng lạnh buốt, còn chưa đợi tôi quay người, đã nhìn thấy một cái bóng bay thẳng xuống dưới cầu tàu, quỳnh một cái, đập thẳng vào gốc cây. Con mèo hoang lông hoa kia kêu gào thảm thiết bỏ dậy leo lên cây, nhưng để lại một vệt máu dài. Tạch, tiếng bật lửa vang lên. Lưu Văn Tam bật lửa lên, rồi vứt thẳng lên người xác nữ, rồi đá luôn cái đầu cô ta vào đó. Âm thanh tanh tách vang lên, ngọn lửa ánh lên màu xanh nhạt nhanh chóng thiêu đốt trên người xác nữ, không hề có tí cùi nào, nhưng chỗ lông trắng kia giống như dầu vậy, trở thành chất trợ cháy. Bên tai tôi dường như có thể nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết. Đương nhiên thứ âm thanh này rất trống rỗng, giống như tiếng ảo giác vậy. Tôi lắc lắc đầu, liền biến mất luôn. Tốc độ cháy quá nhanh, hoàn toàn không bình thường. Trong lò hỏa thiêu, để thiêu hết hoàn toàn một xác chết, sợ là phải dùng lửa mạnh đốt liên tục mấy tiếng đồng hồ. Vậy mà chỉ sau mười mấy phút xác chết đã bị đốt cháy sạch sẽ triệt để trên mặt đất chỉ còn lại một đám cho cốt màu trắng lưu văn tam thở hắt một hơi phùi phùi tay áo tôi thì lại thấy có một thứ cảm giác ngột ngạt cũng chẳng biết là vì sao cứ giống như từ đáy lòng trào lên vậy vô thức quay ra nhìn mặt sông một cái chỗ máu đã tiêu tan ban nãy nay lại bắt đầu ngưng tụ lại với nhau chỉ có điều theo là nước sông chảy dần dần tiêu tan đi trực giác mách bảo tôi lần tiêu tan này e là sẽ chẳng bao giờ xuất hiện lại nữa, bởi vì xác nữ đã tan thành cho bụi, hồn phi phách tán. Xong việc, Lưu Văn Tam thở hắt ra một hơi, nói, tôi mất tự nhiên nói, chú Trần, chú Văn Tam, trong người cháu sao cứ như bị đè một luồng khí, không thở ra được, rất khó chịu. Lưu Văn Tam im lặng một lát, không nói gì. Trần Mù quay người đi ra cạnh xe ba bánh, ngồi lên trên song mới nói, bởi vì chúng ta làm nó hồn phi phách tán, đấy là thứ oán khí sinh ra trước khi nó bị đốt thành cho chúng ta đều sẽ tổn thọ vì dù gì nó cũng chưa từng hại người thập lục hôm nay không xuống sông được nữa có khi một quãng thời gian dài sắp tới chúng ta đều không dám xuống nước chú phải về đường hàng giấy mày đi cùng với chú hay là đi với lưu văn tam rõ ràng tâm trạng của trần mù cũng không vui vốn dĩ tôi cũng còn định đi xem con gái lão kết cục bây giờ đành phải gác lại trần mù ông đi về trước đi tôi còn phải bảo thập lục đi làm chút việc lưu văn tam đột ngột nói tôi nhìn lão một cái rồi cũng gật gật đầu với trần mù trần mù bèn dẫn theo ngao sói đạp xe rời đi lưu văn tam liếc đường hải một cái lúc này tâm trạng đường hải rõ ràng trở nên rất vui vẻ thậm chí còn nheo mắt cứ nhìn đống cho cốt trên mặt đất mà cười thập lục mày theo ông chủ đường đi lấy tiền hai mươi vạn nhớ đếm kỹ một xu cũng không được thiếu tôi không hiểu nhìn sang lưu văn tam chú Văn Tam, cháu đi lấy tiền. Thế còn chú? Lưu Văn Tam giơ cái chìa khóa trong tay lên, rồi cười cười. Chú Văn Tam bao nhiêu năm không được bước vào cửa rồi, phải về nhà xem xem. Tôi nín thở lại. Quả nhiên mà Lưu Văn Tam với bà chủ thiếu phụ của quán ăn đổ sông, quan hệ không đơn giản. Về nhà, lẽ nào Lưu Văn Tam không phải không kết hôn? Bà chủ thiếu phụ đó nói phía dưới chân đập sông Dương, còn đẻ con trai bà ta lẽ nào đấy là con trai của bà ta và lưu văn tam